Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Hôm nay thì quyết định sẽ review một khu vực, đó chính là khu nhà phố liền kề nằm tọa lạc tại khu công nghiệp Pismay. Đó chính là khu nhà phố liền kề Sun Casa 1, tọa lạc tại vị trí chiến lược của tỉnh Bình Dương, vùng kinh tế trọng điểm phát triển có hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và các tiện ích bao quanh. Điểm nổi giữa các khu công nghiệp Pismay, Bình Dương đến trung tâm thành phố mới Bình Dương, và chỉ mất tầm 3 km chúng ta sẽ đến với khu vực trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, trung tâm hội nghị tỉnh Bình Dương, đại học quốc tế miền Đông, trường quốc tế Singapore, và đến với sân golf Phú Mỹ trong vòng 5 km, khu công nghiệp sóng thần 3 km, khu công nghiệp Tài Đan, khu công nghiệp Yên Mỹ, và đặc biệt sẽ đến với bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương trong vòng 7 km, với đến với siêu thị Xi, Mega Mark, công viên văn hóa Đại Lam, và kết nối với nhiều các tuyến đường giao thông huyết mạch như DT742, Phú Tân Bản, Vành Đai 4, DT741, Quốc lộ 13, Quốc lộ 1A. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta cùng chiêm ngưỡng lần nữa toàn bộ không gian khung cảnh của Sun Casa 1. Về tiềm năng và đầu tư phát triển thì Sun Casa có nhiều lợi thế so với các dự án khác. Sun Casa nằm tiếp giáp mặt đường chính, đại lộ dân chủ của khu công nghiệp Pismay. Tại đây hiện đã có hàng chục nghìn công nhân và chuyên gia đang làm việc, nên tốc độ lấp dần rất là nhanh. Hạ tầng kết nối hoàn thiện cũng là một lợi thế của dự án. Đây cũng chính là điểm nhấn từ các nhà đầu tư bất động sản và khách hàng có nhu cầu cân nhắc lựa chọn dự án. Đặc biệt với vị trí dự án cách trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương chỉ có 3 km, theo quy hoạch đây sẽ là quận trung tâm của thành phố Bình Dương trong tương lai. Và thưa quý vị và các bạn, thì tôi đã làm rất là nhiều video giới thiệu về các phân khúc như đất nền, căn hộ và nhà phố, đúng không ạ? Tất cả quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu đầu tư về đất nền khu vực Bình Dương hay khu vực Bình Phước hay đầu tư ra mặt căn hộ thì có thể inbox trực tiếp cho tôi theo số điện thoại 0974594548. Tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị và các bạn để chúng ta có cơ hội đầu tư để sinh ra trị lợi tốt nhất nhé. Vâng, và bây giờ xin mời các bạn cùng theo chân quý chúng ta cùng chiêm ngắm và khám phá khu đô thị Sun Casa 1.